Rồi coi như cành mỗi người cúng 100 rồi còn 200 cây cúng nãy mình làm nữa. Cành na rang muối ớt nha các bạn. Dạ. Ốc này mình cũng mình là lục sơ qua mới ăn 12 giờ ngủ. Mình lục sơ bây giờ mình dạ. Mình lục sơ giờ mình rang muối. Mình cho miếng nước vô nha các bạn. Dạ. Dạ, lắng nghỉ nha. À đáng ăn vô nha. Ốc đắp cho. Ốc đắp ốc đi. Ốc thì đừng đặt chưa? Dạ gì rồi hết cái đó. Không được đừng lửa đâu cắn. Cắn không có được thắp nhang đâu, khói nhang. Mình cho muối vô ha. Ngon rồi. Dạ. Nó tao làm món nào con bé nó cũng ghiền á hả? Kiểu đưa tiền thì nó nói nó không có tiền. Nãy có hai qua thăm 8 con gửi sữa cho 8 con hai qua. Đi con đi dùm ra. Mình bỏ muối bỏ muối với bột ngọt với lại ớt đó các bạn. Xong mình sẽ mình cứ đảo như nè, khi nào nó cho nó khô luôn các bạn ha. Đừng suy nghĩ gì buồn, không đổ bệnh như vậy. Dạ. Mày nhắn nãy nãy nó nhỏ. Chị ăn luôn đi con. Má là nước gì vậy? Đảo tới đảo lui cho nó khô nha các bạn. Cái này là mình rang muối ớt. Gì? Sao mà biết nha bạn? Trời ơi, dính cháy rồi. Chờ nát con không? Làm chưa bán hai chờ. Không biết sao mình làm thử. Chú gì nữa ăn liền với nhau. Đúng rồi. Nướng ăn liền đúng không? Đổ than thế gian dữ nè. Chín cút rồi. Ờ chín rồi. Mới ăn á. Chín cắm thì chưa kịp. Ừ. Nghe em quên cái đã không? Chứ chưa cắm hả? Thôi bỏ đi. Lột vỏ bỏ đây đi. Rồi điện không được. Ăn nói chuyện rồi. Chừa vô chín con tôm là ngon. Cái chân chú ăn nói chuyện rồi. Ốc này kêu ốc gì? Ốc đùn đù. Gọi điện quá ăn. Rồi hết luôn rồi. Cô Hà cái chân này là chân gì vậy cô Hà? Không phải tao của trên gì con môn qua cho bác nào cái tôm này tôm chín tôm riêm tôm này mới sáng mua lợn tôm này triệu ký á ăn thử đi này cay quá sao không có cay cay quá uống nước vàng nó chịu quá chắn nó mà đi theo tụi nó chắn gì vậy đeo ai chú đeo cái này đi mới bước ôi có bán tham gia điện nãy giờ mắc cái chuyện trời ơi bơ phô mai á má lấy cái đó nó múc rồi vậy không có đâu ăn thử đi rồi biết trời ơi hồng lắm cái đùa gì vậy quá chạy quá. Béo quá à, ăn không tiêu rồi sao ăn được món khác nữa. Ôi. Sợ nó không chín. Đi đâu? Bẩu không? Không. Chấm này muốn ngon mà chấm tao uống người ta đi. Sợ cay. Không có cay. Bé, mình xuống mình lấy chấm cho bà nội lên rồi. Chín đâu. Chén đời. Bà ăn cơm nha. Chén đời. Không, mà không cho bà giới thiệu. Trời ơi. Trời ơi, về quê được rồi. Đồ
Nãy giờ mình xào nó khô rồi nè các bạn. Đó, mình cứ đợi tới là nó khô, khô. Mình xào cái muối nó sánh lại các bạn. Chỉ chị Chi cái chỗ mà bán cơm gà xói mỡ mua cho Ngọc ăn. Ok, hơi bị ngon. Cái chỗ mà kỳ đánh ma cái mình rồi mua ăn, múc trời mua ăn. Cái đồ là cầm cái đồ miếng đây, miếng đây. Không lâu lâu rồi. Chiều nay chỉ có lời xói mỡ không ngon không mấy tiền. Đúng không? Bé bé bồng bồng mẹ mẹ gì mà thân con mẹ cú thân con chiên mẹ cú sanh con tiên mẹ cú sanh con tiên mẹ xấu rồi sanh con đẹp ý như bà nói mà mẹ mày xấu mày đẹp á con tiên hay con điên bà nói lộn rồi đó đồ thân mẹ nó không bà chính bé nó mê đang muối lắm nè đang muối không tôi phải làm cho nó khô cho muối nó sấm lại phải không đó cho muối dính gì. Đó, nó đang xào cho nó khô, nó sánh rồi, muối nó dính vô ốc.
rất là ngon. Bé bé lấy dĩa đi, bé có dĩa chưa? Gì? Gì? Nói nghe má, cho con hết tháng 7 rồi qua tháng 7 với má muốn ăn gì con cho. Lấy đấy cho bà ăn cái nữa này, cái đồ này. Dịn cái dĩa này, dịn cái dĩa này. Đi. Rồi mình ăn dảo đi, lát làm thêm cặp đi, gạo muối xuống, gạo muối xuống. Dài lắm rồi. Má mày có chặt không ngờ. Bà chín có ăn đây không? Bà chín có ăn không? Con lấy một chén cho bà chín nha. Xong rồi nè các bạn, cho bà lễ chung đây. Hai cái lòng thòng. Trời ơi, máy này máy qua cái quay đưa bà quay cáo rồi mà nhìn bà ơi. Ờ, ăn cái gì chứ? Ờ, bà mày tặng vậy. Con có ăn này, con có cái này nó rồi đó, con bóc rồi. Đúng rồi, dạ không, con ăn để đi chứ. Mình xin mời các bạn. Các bạn phải là bà này ở bên Cali Vọng Nga về. Lấy chén dụ nha này. Nó nói ốc cà na. Mà bà cứ hỏi hoài. Có hỏi phải cà na xí muội không? Ngon mà chính. Chính mấy ăn cục muối không ngon. Chết mà mẹ ăn mặn. Mặn nó mặn má. Bà không có biết ăn, bà không ăn được đồ mặn, đồ ấy chắc nếm à, ốc rồi quá. Cho nên nó ăn ốc mặn quá. Không có ăn gia đình ốc đâu. Bé. Bé. Ẩm bả vô mặt. Con còn ăn muối không? Cắm này ngon. Cắm quá. Cắm muối này ngon. Cắm này ngon, đẩy cho bà chín ăn. Bà chín với ai? Muối ngoài ngậm mà muối ngoài ngon thôi bé hả? Trời, bà giúp chưa con này, bà dễ không đi. Cắm này ngon rồi chứ. Trang ăn không Trang? Trang. Đút bán con coi. Dạ. Trang. Mốt Trang về con làm mấy này cho Trang thưởng thức nè. Ăn mọi thứ ít ít thôi. Ăn cái đút ăn nhầm gì Trang ơi. Mà đúng á, đút có thử gì ba đó. Về không? Đợt này vậy. Tới săn năm nước Trang. Đâm con này dễ không đi rồi. Lấy lên. Lấy lên, bắn giống cầm rồi. Nóng mà. Hả? Cái ngậm cái đâm không có dễ vô con này, bây giờ con kia mấy gì nữa. Nghe quá. Thôi chị chia khu vực ra đi nha. Ủa con. Má ơi. Thằng năm nó về rồi. Bé nó thương bà lắm. Bé thương bà chính lắm. Cái gì? Năm đang năm trang cái người già thương à. Tháng 8 trang đúng rồi. Bây giờ người ta có lòng ấy nha. Có lòng gì? Hôm bữa bữa mới nói với đi xì ba không ai bữa mới nói với đi xì ba mặn chín rồi xì ba mà chín á ngon làm bìa ấy chưa vừa ăn gì được hả ngon hết ốc vậy vậy sao mà cái gì thôi không bánh giấy này con. Thôi, đừng mua. Ăn là một cái chứ. Đừng mua nha. Muốn ăn chị dẫn đi Đà Lạt ăn. Ghê à. Muốn ăn mai mốt chị dẫn đi Đà Lạt ăn. Bánh chân rút Đà Lạt. Rửa chén gì mà giữ vậy Trang? Ăn tám ngày. Trứng có bị chai. Trời ốc đó tới gì chi làm gì nữa. Ăn đến 8 ngày rồi mà mới nha nó. Mới rửa sao. Trứng nặng mà ăn gọi gì cũng nặng. Ừ. Ăn được ăn. Ăn được trứng. Bà lo cho bà, cái bé lo cho bà. Thôi đừng xé con gì chín. Thôi coi mẹ con gà chung rồi. Bắt lát rửa tay.
ăn mà chín. Bắp cải bắp quay. Để cay rồi. Thôi để à, em đưa bà này đi ngủ nha, để em ngồi em ăn nha mấy chị. Mấy giờ? Tụi mới đang lên lòng mới nói chuyện rồi. Rồi. Em cái trái kia kìa. Em ăn cái kia để nó chín cũng ngon á. Để cho nó thơm lạnh rồi. Chín quá rồi á. Nè, ngày mai bà ăn chay, bữa nay bà ăn nè. Ngon nè. Tụi mới dụ dỗ. Trang. Trang. Cho nó dụ dỗ coi. Nó muối đâu mặn không? Ừ, ta vừa ăn vừa rồi. Vừa ăn rồi. Ôi, đưa trước mặt cho mà xem. Bà chín thôi. Sao còn nhiều quá vậy, còn chắc được một chảo nữa. Răng bơ. Răng bơ, răng muối rồi răng bơ. Rồi, bà mẹ quá mẹ. Rồi hết ăn cơm rồi, ế cơm nữa, mai cơm nguội. Ăn đó. Cái này mà đừng tự không á. Ừ. Ăn chứ chín. Hai cái dĩa này nè là chắc cũng 200 ngàn ở bên quận Tân Bình. Bày ra quán là mấy trăm ngàn. Với lại làm được, nhìn ngon mà không có vừa miệng mình. Mua như bà Tử Thành đó. 30 nhiều quá chứ. Mua như chỗ bà Tử Thành đó mà chính. À, đúng rồi, 2 chỗ. Còn nó vừa không? Còn được một chảo nữa. Ký nhiều quá vậy. Ông này cân đủ mà. Ký gửi. Đừng coi như lạnh dĩa là nửa ký đi. Ổng là kêu nó bán con dĩa đó, làm con dĩa nửa xíu rồi nè, có mấy con rồi. Nắm lần này ngon. Nè, này chắc ba dĩa nè, mượn camera để bắt lên quay người ngày mai ăn chay. Thì ác, thì ác không cho Trang ăn mà còn để ta cho dòm nữa. Trang tu rồi mà tuổi gì mà lâu quá vậy. Chính mà được ăn rồi. Kiếm cái đồ lò ra bạn. Chính mà nói ăn đi chết rồi hay. Nói chứ đừng buồn chứ ơi. Bé mày đổ hết luôn hả? Đổ hết rồi. Muối vô xanh hả? Đừng buồn nổ bờ. Nhưng mà nãy giờ chiếc nhiều. Bây giờ ổn rồi, đóng về thì phải tập từ từ rồi mới hồi phục lại. Mà cái gì cũng biết trước rồi, bà buồn ký thôi, nó bệnh. Buồn nhưng mà mình bực bội trong lòng á, là mình khuyên ổng cái gì ổng không nghe đó, hiểu không? Chính nghe nè, ổng dậy rồi chính là buồn, chính đâu bệnh. Mình đâu muốn vậy đâu mà, giờ nó tới phải chịu đâu, phải ra. Chính mà bệnh không ai lo. Bé qua lo nè. Nói gì chính mà buồn, bệnh không ai lo nên kêu đừng có buồn. Nghĩ nói vậy. Ai cũng sinh lão bệnh tử á chính ơi. À. Đây đây đang tụ tập ở nhà thuyết pháp. Đúng không? Thường những hồng huyện mà qua thấy gì. Bác cũng bệnh tinh. Vì chính cứ nghĩ mấy ông thầy mà không còn bệnh luôn. Thích ca phải chết. Hồi xưa đi chùa nào á hả, đi về sáng mà có ông thầy cũng mổ bên hông này 21 lần đúng không ạ? Có đi người ông bớt nặng lửa bên vô. Người ông bệnh nặng lắm mà. Thầy mình nó còn bệnh nó chi người của mình. Nó đang khuyên mà chết bấm hết. Ủa còn ớt anh không bé? Ớt rồi. Anh muốn đi chạy. Ta thuyết pháp đúng rồi, ốc không cho nghe lời. Thì nó khuyên bà chính là ai cũng phải đến con viên này. Đây hai cha con ngồi với nhau. Nó buồn anh, nó bệnh. Chị bé thấy con đi vô bà chính là nó đứng của cha mình. Mình đi qua, con giờ ăn sáng bà. Lát đi về nó cũng đỡ. Bà đem đồ ăn cho mình, cả năm. Mà mình không có ai lo ăn thì nó cũng cho mình treo mỏ luôn. Mà thể mình có người cho ăn nó thì có vẻ không được vui, hiểu không? Cả năm. Lúc đi làm. Bởi bà thấy nó có đẹp không? Nè, bà thấy nó có được đẹp không? Tính nó xấu thì người mà xấu bà chính cho ăn được. Nó ghét thôi. Bố không hài lòng. Bà thấy nó có đẹp như con bé không? Thấy bé không? Tâm tính tốt nên đẹp. Trời, đang ăn hết mẹ uổng rồi. Dùng ai bán? Dạ ơi. Nãy, ừ. Nãy, 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 nãy. Bé ăn chảy mụn. Xin chào các bạn.